Một thi thể phụ nữ được phát hiện trong bụi cây ven đường ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Một thi thể phụ nữ khác được phát hiện khi nổi lên trên mặt nước dưới chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hai người phụ nữ bị giết hại ở hai địa điểm khác nhau, hai thời gian khác nhau và hai phương thức khác nhau. Nhưng lại có chung một nguyên nhân là giết người để quỵt nợ. Thưa quý khán giả, từ chủ nợ tự dưng biến thành nạn nhân của con nợ. Mâu thuẫn nảy sinh từ những giao dịch vay nợ tiền bạc thường dẫn đến cái kết đau lòng cho cả đôi bên, và đã có không ít những vụ án đã xảy ra từ nguyên nhân này. Điển hình như là những vụ mà chúng tôi đã tổng hợp. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện liên quan đến chủ đề giết người xóa nợ trong góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Trong vụ án ở Khánh Hòa, thủ phạm là Nguyễn Dương Phúc, 37 tuổi, thường trú thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Vì trước đó đã mượn của nạn nhân 100 triệu đồng và bị áp lực đòi nhiều lần nên đã mưu tính sát hại nạn nhân. Còn vụ án xảy ra tại Đà Nẵng thì thủ đoạn giết người tinh vi hơn. Vay mượn nạn nhân 200 triệu đồng, thu nhập không đủ chi tiêu, cộng thêm phải trả lãi. Đối tượng Nguyễn Hùng Dũng, 50 tuổi và vợ là Lê Thị Phương Oanh, 49 tuổi, cùng trú đường Dương Văn Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân. Đáng nói là sau khi giết nạn nhân tại nhà, đối tượng đã phi tang xác nhằm xóa dấu vết. Bưng chị lên cái thanh cầu cao quá mình không nổi, không đủ lực. Cái mình lấy trên hình chị là còn mấy cái bọc nệm hồi nãy đó, là mình đắp lại cho chị cho gọn, xong mình quay về mình chở và xả ra, hộ tống cho tay đó. Sau khi thực hiện cái hành vi sát hại đối với nạn nhân thì các hung thủ đã trói chặt tay chân nạn nhân, cho nên là lãnh đạo ban chuyên án ngày đó cũng có thể nhận định đây là một cái hiện trường thứ hai. Hiện trường chính có thể là một nơi khác khi mà hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân rồi mới mang đến khu vực cầu Mân Quang vứt xuống biển nhằm mục đích là phi tang. Đòi nợ, mất mạng. Đây là kịch bản chung điển hình cho những mâu thuẫn nợ nần kể trên. Mỗi một vụ án khác nhau đều có hoàn cảnh và có tình tiết riêng. Tuy nhiên, nếu xét chung quy lại thì tất cả đều có điểm chung. Nói đúng hơn, đều xuất phát từ lòng tham, sự ích kỷ của con người. Sau đây là những thủ đoạn thường thấy nhất qua các vụ án mà chúng tôi đã thu thập được. Thủ đoạn chung của các đối tượng này là ban đầu sẽ mượn một khoản tiền nhỏ của nạn nhân và trả tiền rất đúng hẹn. Quy trình cứ lặp lại như vậy. Chỉ khác là số tiền mượn đợt sau sẽ nhiều hơn đợt trước. Đến một lúc, số tiền mượn quá khả năng chi trả của con nợ. Các đối tượng bắt đầu chê ý không trả đúng hẹn hoặc không trả tiền mà hứa hẹn lần nữa. Đến khi chủ nợ chính là các nạn nhân sốt ruột với số tiền cho vay của mình, liên tục kiếm con nợ để đòi, thì con nợ bắt đầu lên kế hoạch để xù nợ. Và khi bị dồn đến đường cùng, các con nợ lựa chọn canh bạc cuối cùng là giết người để quỵt nợ. Trước đây thì vay mượn tiền thì thường là người ta đều tìm cách cố gắng để trả lại. Thì trường hợp xấu nhất thì thường là người ta để lâu. Còn nếu mà không trả được thì người ta tìm những cái biện pháp như là trốn nợ rồi kéo dài cái thời gian trả nợ. Nhưng mà rồi người ta vẫn có cái ý định để trả nợ, bởi vì là dù sao thì mình cũng đã đi mượn tiền người ta. Nhưng mà hiện nay xã hội nó thay đổi rất là nhanh, và trong nhiều trường hợp mượn tiền thì nó đã thể hiện cái sự có ý định lừa đảo trong đó rồi. Mượn tiền nói là để làm ăn hay để trả nợ gì đó, nhưng mà nhiều khi đã có âm mưu mà coi như là lừa đảo trong đó rồi. Đáng nói, không ít con nợ ngay từ khi mượn nợ đã mang ý nghĩ không trả nợ. Và mượn nợ chỉ là một trong những cách để các đối tượng chiếm đoạt tài sản dạng này, khỏa lấp lối sống buông thả của mình, chỉ hưởng lợi mà không muốn lao động. Không biết rằng quý khán giả có thấy được sự hung hăng của những con nợ chỉ gây nên đối với những người cho vay riêng lẻ. Chủ nợ đa phần dư giả tiền bạc cho vay với lãi suất thấp, nhiều khi không có tiền trả, người ta còn tìm cách cho trả dần, không lấy lãi. Vậy mà những kẻ sát nhân lại tàn ác đến như thế. Còn với những băng nhóm cho vay tín dụng đen lại lộng hành, dễ dầu gì con nợ có thể ra tay được. Mâu thuẫn nợ nần, mặc dù là loại mâu thuẫn dễ giải quyết, nhưng lại rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bởi nó liên quan mật thiết đến lợi ích của mỗi cá nhân.
vay mượn đã không lo trả mà lại còn lo tìm cách sát hại cái chủ nợ như vậy, thì đây là một cái tình trạng xuống cấp của đạo đức, của các cái mối quan hệ xã hội như vậy rất là nguy hiểm. Đó là một cái hành vi tội ác, đó là một cái sự lừa đảo trắng trợn để mà tìm cách chiếm đoạt cái tài sản cũng như tiền bạc của người khác. Vì vậy, khi có ý định tham gia vào hoạt động dây cho dây, bản thân chủ nợ phải ý thức rõ về đối tượng cho dây, cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người muốn dây nợ có khả năng trả nợ hay không. Khi vướng vào các đối tượng chê ý không trả nợ, hạn chế việc tìm đến con nợ một mình mà nên đi cùng người nhà, tốt nhất là có nam giới đi cùng. Nếu con nợ vẫn không có ý định trả nợ, nên nhờ đến các cơ quan pháp luật bảo vệ, không nên tự ý giải quyết bởi hậu quả cuối cùng có thể là tiền mất mạng vong. Dân, đó chính là cách tốt nhất để ngăn chặn những vụ việc đau lòng trên. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào ngày mai.